chạy vô đây cán chết cây người ta đền với mẹ luôn á. Chạy vô đây luôn nè, chạy vô tránh gà gấu, chạy vô đây nè, sao đâu đừng cán chết cây người ta thôi. Ồ, ít tầng đời dữ quá ha gấu ha, chạy vô hồ luôn ha. Có đem ghế theo không? Cho gấu ngồi. Đồ cắm chạy đâu? Ra sóc. Đó, không đem đồ chạy theo mà. Ờ, có gì đâu. Có gì á. Rồi đóng lại nha. Hồ chị An. Chụp hay đóng gác đó đẹp. Chụp qua cảnh găm pin kìa, cảnh găm pin phía trước á. Gấu chào khán giả coi. Chào. Gì vậy? Chào vậy nè, chào khán giả. Con xin chào. Ờ, sóc cái chào hay kìa. Nay con đi đâu? Uống cà phê. À, uống cà phê đâu? Uống cà phê rồi có ăn gì nữa không? Ăn dạ chế hậu cá lăng. Ừ, ăn lẩu cá lăng với uống cà phê Hồ Chị An đúng không? Giờ là xuất phát đúng không? Nay chủ nhật được nghỉ đi chơi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Rồi mời các bạn đi chơi cùng gấu với sóc đi. Nói đi. Mời các bạn đi chơi cùng gấu nha. Các bạn đi chơi cùng gấu nha. À, sóc nói chuyện hay quá nè. Chào khán giả đi sóc. Đó không sóc nó ngay. À, chúng mình cùng đi chơi ha. Mua cái nút gì giả đó gắn vô. Để rút cái dây ra được rồi. Rồi cho chú bảy lại gì nè. Ok con dê hả? Ai cũng được nữa nè. Ok con dê. Ai ok con dê? À sóc hả sóc? Sóc ok con hả? Dê. Ok con dê. Ờ à, đã quá. Okay, nay sóc giờ gấu đi đâu? Đi uống cà phê. Đi uống cà phê à. Mini. Cái gì vậy? Nay gia đình gấu và sóc đi chị An uống cà phê ăn lẩu cá lăng. Ba ba, ba ông nội đang ngồi trước lái xe mà. Ba ba, ba. Đây là Phúc, bạn trai của mình à. Sao là con dâu, hai đứa cháu nội. Gấu và sóc dữ dằn luôn á. Gấu này hiền lắm, hiền như gấu à. Sóc thì dữ mà dữ như sóc vậy đó. Rồi mình 5 phút quảng cáo nha các bạn. Nhà mình là bán dầu nhớt mô tôn. Đó, thành ra phải mặc áo mô tôn nè các bạn. Chứ mình đã sống chợ hình sinh. Quảng cáo sơ thôi chứ không quảng cáo nhiều. Tại vì mô tôn nó không có trả tiền. Thấy không? Thấy không? Con đập cái gì quá trời hứng luôn. Đập số không được. Chùa đó sắp. Chùa buồn buồn. Không mà đều gấu cũng giỏi nhưng mà nó viết chữ đẹp đúng không? Rồi.
mà có được 10 điểm không? Khoai biển coi. 10 điểm hả? 10 điểm mà. Có 10 điểm chưa? Có rồi. Có rồi hả? Tập còn học học nhà cô. Tập học nhà cô viết chữ nào cũng được 10 điểm á. À, 10 điểm. 10 điểm có được thưởng gì không ta? Chưa thưởng. Chưa thưởng gì hả? Thi nếu mà con thi được 10 điểm thì ba hưởng cho con là cái đồ chơi. Đồ chơi, mua đồ chơi. Mua đồ chơi thôi hả? Chứ không có thưởng đi biển cái gì hả? Wow, đồ chơi hay mà. Ừ. Mày con mua đồ chơi gì mà con thích và con ra tắm biển luôn. Công nhận mà ba gấu thương gấu ha, thấy mua đồ chơi cho gấu tối ngày. Phải đâu. Không phải. Thấy mua đồ chơi hoài mà. Lúc nào cũng mua chơi hả? Ừ. Vậy thôi chứ đòi nữa. Mà có số 13 hát thì hơi hung dữ. Còn hồi nãy con coi TikTok mà 13 đá gì không? Đá gì? Đá em bé. Đá dằn luôn. Mày đá bình thường đâu. Vậy ba nhà còn hiền quá không? Vậy ba hiền ở trong đó hả? Đúng rồi. Chắc phải đá hiền quá. Rồi qua cầu Phú Long, qua điện phận của Bình Dương. Có lối đi bộ lên khỉ lắm, khỉ nó ra nó cắn người ta luôn. Đi theo cái chân cây á, bộ đó. Đây để cho chạy 90 đó. Con lương thì 90 qua khu dân cư rồi. Có 60. Kia khu dân cư, nó có cái bản khu dân cư mà vừa qua đó. Vừa qua ngã tư, vừa gần hết ngã tư nó hết khu dân cư. Có bản không? Có. Cấm trộm. Cấm không đi. Xả chạm. Ừ. Không nổi. Vậy. Sắp tới chưa? Chưa, ngủ giấc vậy ta.
giờ khu dân cư rồi Sóc ơi. Đây nè. Thấy không? Khỏi chạy quần binh. Không chạy đây là phải chạy qua quần binh. Thủy điện Tri An nè, đẹp lắm à. Sóc còn ngủ hả? Mấy cái cabin đây nó cũng có liều sẵn cho mình. Mình có liều mình cũng có chỗ để mình ở. Thì giờ nó gọi là glamping, phục vụ tận răng. Tới ở chơi bên từ từ đi. Không có liều rồi, con nhảy kiếm bãi. Con nghiện ngủ lên Đà Lạt. Đà Lạt. Đà Lạt không chạy đâu, không chạy Đà Lạt phải bước cái chỗ có sẵn. Đường nó không đâu, nó cho em chỉ ở dưới. Đà Lạt giờ nó phức tạp lắm. Không, nhưng mà đi đông á, đông xe thì đỡ. Đi lẻ loi một cái xe nó không ngán được. Đó, có cà phê giống rồi. Chia ra nhiều khu. Ở trước mặt mình là cái nhà máy đó. Thấy biển chưa Gấu? Thấy rồi. Này là biển Hồ Trị An nha. Nước gì ba ngọt hả? Này nước ngọt mà. Nước mưa mà. Đây trên núi mà. Cá dữ lắm, y như ở Dầu Tiếng vậy đó. Cái lăng 50D kìa. Đó, dưới cái này ta câu cá dưới này giống. Cá nhiều đó, vậy. Mấy cái liều đó là câu cá đó. Cá nhiều vậy mới làm lỗ cá lăng đúng không? Đúng rồi. Hợp lý. Lỗ cá lăng ngon lắm đó các bạn.
nó thả lưới nó nổi mấy cái phao lên đó. Kêu mấy cái xe đậu rồi ta ăn uống mình chạy vô tới đó luôn á, chạy điếc vô tới đó luôn. Còn muốn đi ra bờ hồ nữa là chạy theo đường đỏ ra luôn, bãi mà tụi nó hay cắm á, bãi cắm hồi xưa vậy. Rồi đó hồi xưa là bãi công cộng mà giờ không biết sao. Nếu giờ chủ đất là có xây gì giờ dễ gì có công cộng. Phát triển cái mô hình thì nó mấy thằng đi Honda đồ nó lũi lũi vô được cái bờ, chứ cặn đi Honda vô được là nó cắm chạy được thôi, có gì đâu. Cao nó giữ nước á, nhiều khi nó dâng cao á sóng đánh rồi. Cái đập này mà nó bể là nhà mình ngập tới nóc luôn á. Nước dữ lắm. Bể là thành phố Biên Hòa trôi luôn. Người Điện Show làm mà đâu phải Việt Nam đâu. Điện Show Pháp. Điện Show làm giải phóng rồi Pháp. Làm năm bảy mấy 80 á. Chuyên gia Điện Show qua làm. Cho lát mình đi ngang mấy cái chòi đó đó. Mấy thằng câu cá dưới bờ hồ à, ha. Có chòi đó cà phê à. Trời đồng nhóc á. Nó nặng nó sẽ cho con này tao đi rồi. Con mới tới đây lần đầu. Tao đi Honda đi có một lần chứ nhiêu. Đi đây chắc cũng 2 năm. Đó là cái đó là cái nhà máy á, nước nó chảy vào đó. Thấy con thấy một cái mây nó là. Trời ơi, cái nhà máy nằm dưới lòng đất mà nó có nằm đây đâu. Gì? Hôm qua con thấy cái máy nó xếp hồng người. Phải không? Thiệt. Thiệt luôn hả? Đây có cái súng rồi đấy. Nó lưu được xong đó. Cái cầu nãy là để nước dư nó sẽ đập sẽ tràn. Và nó mùa khô nữa nó đóng cửa lại. Tới rồi, sắp tới. Đó, nó check in đó, nó chụp hình đó. Tới. Tới giờ. Tới rồi nè, tới biển hồ rồi nè. Đó, trời trời để đâu rồi không? Đi cà phê cũng mất tiền rồi chứ. Đi cà phê, ba ngồi uống cà phê không sao, ba chạy ra mấy cái chỗ này nè. À, rồi mấy cái tùm nè, đúng không? Là ba phải mua thêm vé chụp hình, đúng không? Rồi mấy cái tùm nè, có gì đâu, có mấy cái chạm.
Rồi em muốn chụp chụp. Cái vụ này uống nước thì không sao. Chạy qua xíu. Đấy, vô. Vô. Không. Sao? Chạy hết hồ đây ta chỉ mày vô cái bể cắm trại vô chứ nha. Lại đi còn đi tiếp được hả? Trời ơi mình đi múc mùa luôn á, không sao đó. Nó cắm trại rồi thấy không? Cái liều gắn trắng rồi nhầm tay phải rồi thấy không? Đó cái bãi trong trại đó hai ba bãi luôn, cái xuồng ghe anh đậu lum la đó không, rồi ở dưới nữa, ở dưới khu kia nữa, nó nhiều lắm, cái hồ đó, nó bự nó hơn cái hồ Dầu Tiếng, nó dài lắm, đi ra khu Mã Đà rồi nữa. Thấy cái hồ hôm bữa hồ gì ta, hồ này có cà phê giống như này nè, hồ gì ở Tây Ninh á, Dầu Tiếng. Dầu Tiếng nó đóng cửa đâu cho vô, nó đóng cửa là cái đường vô ngay chỗ mình đang lẩu đúng không? À, không cho vô luôn, nó khóa là là lúc bị dịch đó, nó đóng tới giờ. Mới đi bữa đi tháng trước rồi. Nhưng mà mày không vô đó thì mày đi xích vô cái chùa Thái Sơn á, chùa Cậu á. Có con A3 quẹo xuống mấy cái bãi cắm trại dưới đó. Cắm trại nằm ở xích lên mà trong chùa Cậu á. Mày có vô chùa Cậu chưa ta? Chùa núi Cậu á. Thấy mình tới ngã ba mình quẹo phải về qua mình đi thẳng luôn mà chùa núi Cậu á, đi vô cây số nè. Là trong đó nó có mấy cái đường đi xuống bờ hồ á, nó có dịch vụ cho mướn liều, mướn đồ đó. Hoặc là mình cắm trại thì mình đem liều theo thì nó thu phí vệ sinh. Coi hả? Nhưng mà mình đi uống cà phê. Còn cái đám chai dù đó là cái đám câu cá đó. Đám chai dù á, đây câu cá chứ này gần thấy không? Nó đi chiếc Honda chai dù không ngồi câu cá. Có mấy hàng mà nó đi mua lấy chiếc xuồng rồi đó, nó bơi ra mấy cái đảo rồi trâu. Thì ở đây xích lên nó có cái đảo gì mà không phải đảo ó, không kêu đảo gì. Ở đó để đâu đi đâu hướng nào? Đó đi cái hướng ở Hoài, cái ngã tư Hoài chạy thẳng lên. Cái đảo đó phải đảo không hay là cái không đó? Cái đó nó nằm sâu á, mấy ông này cũng ghiền luôn. Ừ, câu cá nè, mà làm như chỗ này có cá đi ngang lúc nào thấy chỗ này có câu cá, có mấy cái cỏ nè, vô cái cù lao đó thì nó cho mướn nó làm dịch vụ rồi chủ đất nó làm đó. Gặp thời ha, tự nhiên có đám đất đây cái... tới cái bảng đỏ đỏ thấy không, kéo phải gì à, đi ra cái bãi kia cho một chút rồi vòng về luôn. Đi đi chi nữa, chó dữ chấp vào mày, chậm lại coi, chậm lại coi, mày phải vô cái khu không cứ quẹo đi tao đi rồi mấy cam pin rồi trong này nè, rồi quẹo trái không được thì vé ra bãi cắm trại Di An này thấy không, nơi bản thấy không, BBQ tôm thịt cút bình tuần. Mấy chỗ này quay đầu dễ thôi, có gì đâu, đổ vô cái điệu cái quẹo đẹp. Trong rừng có nai có thỏ hay không, đó ông nội đó con gấu đi đâu giờ mình đi đâu. Nó bụng chưa xong, hết đường luôn. Chạy đi, được. Dạ phơi có lẩu. Có, cho châu chạy ra thấy không? Cho. Chạy châu chạy ngang cũng biết. Ừ. Ông nội nói chạy châu được, con nói quýnh quýnh luôn nội. Mua đất người ta để vào nữa nè. Rồi mày phải vô uống cà phê không mà chạy vô đây hả? Khu vực thường xảy ra đuối nước thì nó có chỗ mà ấy là nó gào lá. Đường này có xe hơi đi nè, hai bánh
nó cầm mũi tên này thấy không? Để cắm chạy gì em đi sẵn rồi thấy không? Còn đây nó cũng được nữa, nhưng mà xe nó không đá vô được, mình giống được. Cái hồn giỡn rào lại, hồi tao đi chưa rào. Giỡn đất có giá quá. Ô, con chim à? Chim bị bịp. Nắm lại đi, để sâu bay vô. Giờ đất có giá rào là hết rồi. Không đi vô phá. Phá thì rừng lú không có gì đâu phá. Vô ăn uống xả rác. Đó, có đông rác mà. Mấy đó làm con đông rác. Chị em. Để cái bản gì ta? Cắm chạy gì em. Ừ, mày vô cổng nè. Giờ có đất hay không, nó quy hoạch, nó làm, nó thu tiền. Rồi. Né cho nó ra. Cái nào rộng? Đó trước nó thấy rộng rồi. Chỗ đó thấy rộng. Chỗ này nè. Chỗ này không sợ. Thấy nè. Chỗ kia rộng không ta? Chỗ này thấy rộng nè. Chỗ này né vô cho mình nè. Gáo thấy biển kìa, có tắm không, có đang đồ tắm thôi không hả, có đem đồ tắm thôi không sóc chở lại ông nội nè, cháu nội tụi nó chạy lưng tưng lưng tưng. Đi đâu hả? À? Nổi nắm tay chắc đi nè. Nắng không? Biển là tắm được á. Đâu? Ê! Sâu không hả? À? Biển thì tắm được á. Xuống xuống biển coi coi. Sao cắm trại bển kìa? Thấy không? Đó. Ủa? Ra nước nè. Con cá đây nè. Đừng có dậm nước nha, dơ nha. Ghét không à. Đó xuống đây thấm được nè. Đó chỗ nãy mình chạy vô á. Chỗ này chắc cái chỗ cái hàng rào, cái cổng mà nè. Hút nó quẹo vô rồi đi ra. Cho nó làm dịch vụ. Còn nếu mà đây mình chạy xe qua cái cụm này cũng được nha. Có đường xe qua đó. Còn mà không mướn thì mình... Ủa đây có mây nè. Bán nè. Nói chung giờ nó có chủ hết rồi. Nếu mà ấy thì nó tính dịch vụ vệ sinh cho mình này kia rồi đó. Mấy người, 50 ngàn người hay nhiêu vậy đó. Chạy vô đây cán chết cây người ta đợi với mẹ luôn.
chạy lấy luôn nè, chạy vô chân gà gấu, chạy vô đây nè, sao đó đừng cắn chết cây người ta thôi. Ở cần đời dữ quá ha gấu ha, chạy vô hồ luôn ha. Có đem ghế này không cho gấu ngồi, đồ cắm chạy đâu ra sóc ta à, không đem đồ cũng chạy theo mà. Ờ, có gì đâu, có gì đó. Thôi đóng lại nha. Hồ chị An chụp ngay đóng gác đó đẹp, chụp qua cảnh cam pin kìa, cảnh cam pin phía trước á. Hồ Chi An thì vô mình cam pin cắm trại, các bạn thì cũng có, bây giờ nó chủ đất người ta làm những cái dịch vụ hết rồi, thì người ta thu tiền vệ sinh hoặc là mình mướn liền của người ta luôn. Ngay trước mặt mình cũng có một cái khu cắm trại các bạn, cái khu đó thì cũng khá rộng, có thể là mình đi tập thể đông được, đốt lửa trại rồi vui lắm. Đây có một đám đang tắm này. Đây có cái rừng trà mát thì mình cũng ở đây là mây cam pin để cái bảng gì. Còn mình cam pin là tự túc thì mình đậu ở đây thì tối mình cho liều cho đồ, thì có thể người ta chỉ thu tiền vệ sinh dọn gác thôi. Mình đem đồ theo liều theo tự túc các bạn. Hai đứa cháu nội mình nó mê cam pin lắm, mê cắm trại lắm. Hôm nay cứ đi cà phê thôi nè, uống cà phê thôi gấu ơi, không có cắm trại, không có đem đồ theo kỳ sau đi ha, uống cà phê cứ kẹo cà phê à. Ừ, nhưng mà kỳ sau đi cam pin. Nói chung ở đây là rất là lý tưởng, thì ở đây cách nhà mình khoảng 70 cây số các bạn, chạy tầm khoảng 2 tiếng. Thì thí dụ như chiều thứ bảy á, khoảng 5 giờ á là con cháu đi học xong á các bạn, mà mình sắp xếp hành lý sẵn sàng là đi học về là mình chạy lên đây luôn. Thì tới đây khoảng 7 giờ tối, 6 giờ mấy thì có thể là mình đặt trước những cái dịch vụ á, thì ta có sẵn chỗ cho mình thì nó an toàn hơn. Còn mình cấm lẻ loi gì phải đi đông người, phải đi từ 2-3 xe các bạn, an toàn. Thì khu vực này thì mình cũng không biết là nó có xảy ra tình trạng trộm cướp rồi hay không, nhưng mà mình hờ thôi các bạn. Quay cho ông nội tắm chứ. Sóc, sóc có tắm không? Sóc, sóc ơi. Sóc có tắm không? Sóc có tắm không? Có hả? Gấu, cảm nghĩ thấy biển đẹp không? Không, không đẹp hả? Biển nhỏ quá không đẹp. Đây thì nói chung là cam pin thì cái view nó rộng lớn hơn cái hồ Dầu Tiếng. Cái nhà mình đi lên hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh thì cũng khoảng 70-75 cây, thì hai cái hồ này nó ngang nhau các bạn. Rồi thí dụ mình trải nghiệm cái hồ này xong, có thể là mình muốn trải nghiệm hồ Dầu Tiếng thì mình đi tiếp. Nhưng mà nói riêng ở đây thì nó rất là rộng, cái hồ này là hồ thủy điện, hồ thủy điện Trị An. Còn ở Dầu Tiếng là cái đập Thủy Lợi, do đó là cái đập nó cũng lớn lắm chứ không phải là nó nhỏ, nhưng mà cái view thì nó ít hơn.
nói gì dài dài trên đây nó những cái đảo các bạn, mình đi ghe ra nè, trên đây nó có cái đảo hó, nó rộng lớn lắm. Thì mình đi camping thì tới đây thì cũng được rồi. Đây là chiếc S ban đầu của mình rồi các bạn. Hôm nay là mình đi coi như là picnic mà không có đem theo gì hết các bạn, chắc phải ghé quán. Đúng là picnic thì đem theo đồ ăn. Ở đây có thể là mình trải ra mình che cái liều bạc đó các bạn, ăn uống cũng được. Do là mình không có đem theo gì hết đó. Chủ yếu là uống cà phê với đi ghé quán để ăn lẩu cá lăng. Thì cảm giác chiếc Xpander này chia sẻ các bạn là đi gia đình rất là đã các bạn. Nó rộng rãi lắm. Như là ba người lớn và hai trẻ em thì chỉ ngồi có hai băng ghế thôi là đủ rồi. Đằng sau là chở liều võng gì thùng đá gì đó. Đi cắm trại là tuyệt vời. Còn nếu mà gia đình đông nữa, đi đủ full 7 người thì mình làm cái giá nóc các bạn. Rồi giá nóc mình gắn rời á, mình chở đồ cũng được.